Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người vợ. Cô ấy đang rất đau khổ trong tình huống chồng của cô ấy đang muốn chia tay, muốn bỏ cô ấy và muốn xử ép cô ấy. Trong cái tình trạng là bản thân hai người này đã có khoảng thời gian 25 năm sống bên cạnh nhau. Đứa con đầu tiên của cô ấy bây giờ đang chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp rồi. Còn cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà cô rất buồn. Vì sao? Vì người đàn ông này đang chuẩn bị xây cho cô một ngôi nhà để mà con cái và người vợ này sẽ qua bên đó ở. Đương nhiên là cũng ở gần chỗ anh ta để anh ta dễ coi sóc hai đứa con, đồng thời là cũng muốn quản lý vợ sau khi ly hôn nữa. Thì cái ngôi nhà này được xem là 10 tỷ. Để mà cho vợ và hai đứa con sống ở đó, rồi đồng thời anh ta sẽ cho hai đứa con riêng, mỗi đứa một mảnh đất trị giá 5 tỷ nữa, coi như là 20 tỷ. Xử cho người vợ là 20 tỷ trong cái khối tài sản 100 tỷ của anh ta. Đương nhiên là cũng có những cái khoản nợ vay ngân hàng rồi. Tất cả mọi giấy tờ, sổ bìa đỏ anh ta đều nắm hết. Kể cả cái cuốn sổ đỏ của cái nhà mà anh ta đang xây cho ba mẹ con, mà anh ta mong muốn là cái sổ đó phải đứng tên cả ba người, tức là mẹ và hai đứa con. Anh ta chia cho vợ anh ta 20 tỷ với cái điều như thế. Thì cái người vợ này rất là bức bối, bởi vì cảm giác như bị sự ép. Nói là 20 tỷ dành cho người vợ, nhưng mà thực chất ra người vợ này không có được cái gì hết. Bây giờ cô ta lớn tuổi rồi, cô ta cũng không có tiền riêng để mà sinh sống. Nếu mà cô ta trước đây đã từng có một cái khoản tiền nào đó để mua bất động sản á, thì cô ta còn bán đi bán lại để kiếm chút lời để sống qua ngày được và ở trong cái ngôi nhà đó. Còn cái ngôi nhà đó đứng tên ba người thì ba người phải đồng thuận cho thuê hoặc ba người phải đồng thuận bán thì mới bán được. Đó chính là cái vấn đề mà anh ta muốn đặt ra cái điều kiện khi mà ly hôn với người vợ này. Người vợ cảm thấy rất là ức chế khi mà nghĩ lại cái quãng thời xa xưa. Người vợ này đã lấy người đàn ông trong tình trạng người đàn ông đã ly hôn vợ và rất là nghèo. Hai người lăn lộn với cuộc sống, bán từng lon nước, nhặt từng cái lon để đi bán. Người đàn ông còn mặc những cái quần rách đũng, mặc quần lót còn không lành lặn. Người ta thương nhau từ cái thủa hàn vi tay trắng như vậy, đến bây giờ khối tài sản đã nhân lên 100 tỷ, gần đến mức đó. Và họ vẫn còn phải tranh đấu vì người kia không thực sự tốt với mình, sự ép và ruồng bỏ họ. Người vợ rất là buồn, người vợ rất là khổ, người vợ thì làm theo ý của người chồng. Nhưng mà rồi cái sự hư hỏng của người chồng, cái sự ngang ngược của người chồng, cái sự gia trưởng của người chồng đạt đến một mức độ khiến cô ấy không thể chấp nhận được. Cái hành động mà chồng ngoại tình rồi về còn hạch sách hoặc là muốn vợ chiều chuộng theo thì người vợ này cảm thấy là đau lòng lắm và không làm được. Đứng trong cái tình huống không thể nào mà không nghĩ đến cái chuyện ly hôn được. Tức là cái con đường mà nghĩ rằng là dùng mọi tình cảm để xây dựng, vun đắp một gia đình có thể là không được nữa. Và người vợ này đã có những cái bước hành xử rất là sai. Đáng lẽ cô ấy nghe cái video của tôi 6 tháng, gần đến 1 năm thì cô ấy phải đi tư vấn tôi trước khi cô ấy hành động như thế này. Nếu mà thời gian đó cô đi tư vấn tôi thì có thể là tôi sẽ hướng dẫn cho cô cái cách mà cô có thể không để cho gia đình bị đến cái mức như ngày hôm nay đâu. Nhưng mà đến tận bây giờ thì cô ấy đã đi đánh ghen, đã làm những cái vấn đề phát tác lên một cách trầm trọng rồi. Nên cái con đường không phải là cái con đường cô ấy muốn chọn nữa, mà là người đàn ông kia chọn cho cô ta để đẩy cô ta đến cái bến bờ là không được sống chung với anh ta nữa. Tức là người đàn ông này đã muốn chọn sống cùng với người thứ ba và ly hôn vợ. Trong cái tình huống này, cho dù người vợ nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng không thể hàn gắn được. Và cái cách hàn gắn nó sẽ làm cho người phụ nữ rất là tổn thương. Và người phụ nữ này cũng nghe thử cái cách mà bản thân Sóng Tình Yêu GB muốn chia sẻ với cô ấy về cái việc mà cô ấy muốn giữ chồng, không muốn ly hôn. Thì cô ấy có chấp nhận được không? Bản thân cô ấy đã từ chối cái cơ hội là sẽ tiếp tục chung sống với người đàn ông này, mà chỉ nghĩ đến cái việc là đối diện với một cuộc ly hôn thì xong thì thôi. Muốn cho mọi việc nó không phải ở cái mức là đối đầu với nhau. Dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng, con cái còn đó. Người phụ nữ này rất là hiền, không có muốn đấu đá. Và nói thẳng ra là người đàn ông kia có uy lực, mồm năm miệng 10, dùng cái lời nói để áp đảo người phụ nữ này. Người phụ nữ này hiền,
Một phần thì cũng sợ chồng, một phần thì không muốn cãi nhau, một phần là bị đuối lý, yếu thế trước người đàn ông làm ra đồng tiền. Và người đàn ông đó cho rằng bản thân người vợ này không làm cái cóc khô kỹ khỉ gió gì trong cái nhà này được. Là một người đàn bà vô dụng, không có kiếm ra tiền, nên là được họ chia cho như vậy là may mắn lắm rồi. Đặt lại một cái câu hỏi cho bản thân người phụ nữ đó là khi mà chị với anh cùng thành lập công ty thì mang tên hai người thật đó, nhưng mà bản thân người phụ nữ này cũng không hề có chức danh gì trong công ty. Chị đứng đằng sau thu chi tiền, chồng bảo chi tiền như thế nào thì chi tiền vậy thôi. Đó, nắm bắt được cái nguồn tiền thu vào và đi ra, nhưng thực tế là người vợ này không trực tiếp nắm giữ quyền hạn. Đó, người vợ này thất thế ở chỗ là người vợ này không được hợp pháp hóa trên vấn đề là tài khoản, hoặc là có chứng từ gì là người vợ này có cái công sức đóng góp trong cái việc điều hành và vận hành cái công ty đó. Người vợ hoàn toàn như một cái bóng ma trong ngôi nhà của mình, tức là làm theo mọi cái sự chỉ thị của chồng. Tức là người đàn ông là chồng rất là tin tưởng người vợ, giao tiền cho người vợ, giữ như một thủ quỹ mà không có chức danh. Các bạn có hiểu cái điều này không? Có những người vợ tin chồng, thương chồng, nhưng khi mà chồng muốn bỏ rơi các bạn, muốn xử ép các bạn và dồn các bạn đến cái con đường mà các bạn không có lối thoát, thì lúc đó các bạn mới thấy rằng cái chữ tình nghĩa trong hôn nhân nó có thật hay là không. Và tùy người đàn ông, có những người đàn ông rất là đẹp với vợ khi mà chia tay, nhưng mà có những người đàn ông rất là hèn với vợ khi mà đối xử với vợ trong những phút cuối cùng gọi là vợ chồng. Nên chúng ta phải thận trọng, là người phụ nữ phải đảm bảo cái quyền lợi của mình. Mình không có ăn tiền, cướp tiền, ăn chặn, ăn gian, ăn dối tiền của chồng, nhưng mà chúng ta phải biết bảo vệ chính bản thân chúng ta, vì có những lúc chúng ta bị đẩy vào cái thế không thể nào có cái đường quay lại nữa. Bản thân người phụ nữ bước vào hôn nhân thì chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ có một ngày tồi tệ đến thế đâu. Chính vì vậy mà họ yêu thương hết lòng, cho đi tất cả và chẳng nghĩ ngợi gì. Thậm chí còn hy sinh nhiều thứ, vay mượn, mang nợ vào thân để mà cho chồng thăng tiến, để cho chồng mua chức mua danh, để cho chồng mang tiền cho tình nhân nữa kìa. Chính vì vậy mà những người vợ rơi vào trong cái hoàn cảnh bị chồng rũ bỏ, có cái cảm giác mình bị bỏ rơi trong hôn nhân, rồi bị loại bỏ ra khỏi cuộc đời của anh ta một cách phũ phàng, thì người vợ đó uất hận, đau đớn lắm. Trong cái trường hợp thân chủ này của mình, thì cô ấy cũng đã tìm được cái sự bình an trong những cái video mà mình lý giải. Cô ấy đã bớt bị khùng, bị điên, bị trầm cảm khi mà nghe những cái lời Sóng Tình Yêu GV tư vấn cho những người vợ khác, cho những cái trường hợp khác, khiến cho cô ấy nhẹ lòng. Chị thân mến, tôi biết rằng chị cũng đang mong và chờ tôi làm một cái video cho chị đây. Trong cái trường hợp của chị đi tư vấn với tôi thì tôi cũng nhận thấy rằng chị là người phụ nữ rất là hiền, chị là người phụ nữ có nhan sắc đấy. Nhưng mà nói thật với chị là nếu mà sau này chị ly hôn thì tôi nghĩ rằng chị cũng không nên kết hôn một lần nữa. Chị có thể tìm được một người bạn tình trăm năm, tức là một người đàn ông đã từng ly hôn giống như chị, yêu thương nhau nhưng đừng kết hôn một lần nữa chị nhé. Thời gian còn lại chị hãy để dành cho việc tu học, làm những chuyện công đức, làm những chuyện phước thiện cho đời. Đàn ông thực sự mà nói ra rằng họ có đem đến điểm tựa cho chị hay không thì chính chị đã có một cái câu trả lời rồi. Không phải bởi vì mình thù hận người chồng cũ mà mình không kết hôn, mà mình phải suy nghĩ rằng mình kết hôn mình sẽ được cái gì, mình kết hôn có được hạnh phúc hay không. Và cái việc kết hôn nó có thực sự cần thiết khi mà bản thân người đàn ông đó không xem là vợ hay là không. Cái vấn đề chúng ta cần ở đây là tình thương, là trách nhiệm, là cái sự coi trọng, quý cái tình, cái nghĩa giữa con người với con người, vì là vợ là chồng với nhau. Chứ không phải là ham cái tờ giấy để rồi mà chẳng được cái gì trong cái tờ giấy đó. Khi mà người ta đã muốn không còn sống với chị nữa, có nghĩa là muốn bỏ chị, thì người đàn ông đó có đủ mọi lý do để ép, để đẩy chị vào cái con đường mà chị không có được sự lựa chọn. Ở đây cũng phải nói cho chị biết rằng chị cần phải có cái cách nói chuyện rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn và cương quyết ở những cái điểm như sau. Em nhấn mạnh cho chị biết nhé. Thứ nhất, chị phải nói rằng ông không được dùng cái chữ ông chia cho tôi. Bởi vì đây là tài sản trong giai đoạn hôn nhân, tôi mặc nhiên được sử dụng nó với cái mục đích là 50%. Chị có thể nhờ công ty tư vấn luật, và chị đã tham khảo công ty luật rồi đó. Người ta nói rằng người ta có thể giúp cho chị lấy được tài sản nhiều hơn 20 tỷ.
Nếu mà chị cảm thấy cái sự chia tài sản như vậy là không công bằng thì chị hãy nhờ cái công ty luật ở ngay bên cạnh nhà chị á, người bạn của chị đó, người ta sẽ hỗ trợ chị hết lòng. Còn bản thân Sóng Tình UGB sẽ cùng chị đưa ra những cái hướng mà giúp chị bình an hơn trong cái sự hỗn loạn hiện tại chị nhé. Cái việc mà người đàn ông yêu cầu chị ra khỏi nhà khi mà chị muốn tranh đoạt về tài sản, nếu mà chị nghĩ rằng chị muốn làm cái sự việc cho nó rõ ràng, bởi vì sau ly hôn chị cũng không có làm gì ngoài cái việc mà chị đi tranh kiện hoặc là chị làm cho sự việc nó minh bạch để mà chị có cái sự chia tay nó không có gì gọi là ấm ức, không có cảm thấy tức vì nghĩ rằng cái người thứ ba kia được hưởng những cái tài sản của chị trong cái lúc mà chị cũng khổ sở mới có được. Thì bản thân chị phải mạnh mẽ rời khỏi ngôi nhà đó và tiến hành những cái vấn đề thủ tục pháp lý liên quan đến việc mà khởi kiện để mà phân chia tài sản trước ly hôn. Còn trong cái tình huống mà chồng chị nói rằng chồng chị chia cho chị từng đó, thì chị phải nói rõ quan điểm của mình với anh ta rằng đây không phải là cái điều mà anh có thể cho tôi. Anh chưa có cái gì gọi là cho tôi hết. Tôi với anh mặc nhiên là 50% những cái khối tài sản chung. Nếu mà anh nói rằng anh cho tôi thì anh phải cho trong cái phần 50% của anh cho riêng tôi kìa, mới gọi là cho. Còn cái phần tôi nhận lại, đó là của tôi lấy lại, chứ không phải là của anh cho tôi. Và anh cũng không có quyền xây nhà để mà đưa tôi với con của tôi qua bên đó, rồi gắn camera để theo dõi hoạt động của tôi và con của tôi. Nếu mà trong cái tình huống chị mà cảm thấy rằng không nỡ mà ra khỏi nhà trước khi mà ngôi nhà xây xong, thì chị hãy đợi cho đến khi ngôi nhà đó xây xong, chị qua bên đó ở và chị nói với anh ta về cái thỏa thuận một lần nữa. Nếu mà anh ta nói rằng trước đây tại sao chị đồng ý mà bây giờ chị lại không, thì chị nói rằng trước đây anh cũng đã từng yêu tôi, anh đâu có nghĩ đến cái chuyện mà bỏ tôi, anh cũng đâu có nghĩ đến chuyện mà chia tài sản cho tôi. Thì bây giờ tôi cũng phải thay đổi để thức thời và kịp nhịp với người đàn ông như anh chứ. Tất cả mọi chúng ta đều thay đổi và tôi cũng thế, không có gì mà khác nhau. Cái việc giữa tôi và anh là chỉ liên quan đến tiền và con cái, còn ngoài ra những vấn đề riêng, anh không được quyền kiểm soát tôi. Sau khi mà tôi kết hôn với anh đã có cái mục đích là nắm giữ tiền bạc để một ngày anh đã sắp đặt những cái chuyện như thế này. Thì tôi vào cái thế yếu, tôi muốn có 20 tỷ tiền mặt hoặc là 30 tỷ tiền mặt tùy theo mong muốn của chị. Và đó là cái phần của tôi. Nếu mà anh không làm theo như thế thì tôi sẽ khởi đơn ly hôn tại tòa án và nhờ tòa án phân xử. Nếu mà anh tiếc cái số tiền để cho tòa án phân xử vì anh nghĩ rằng họ không có lý do gì mà ăn những cái đồng tiền của anh, thì anh phải chia cho tôi một cách hợp lý. Đó là mong muốn của chị. Và cái việc mà cái ngôi nhà đó chị với con của chị qua ở, thì chị hãy nói với chồng chị rằng đây là tài sản riêng của tôi, anh hãy cùng với tôi ra phòng công chứng để xác nhận đây là tài sản riêng của vợ trong thời gian hôn nhân. Không có lý do gì tôi phải đứng tên nhà này cho hai đứa con và cùng hai đứa nó hết, bởi vì nó vẫn là cái đứa chưa làm ra tiền, phụ thuộc vào tài sản của tôi. Cái việc tôi chia tiền cho con tôi hay không, đó là việc của tôi. 20 tỷ đó là 20 tỷ của tôi, chứ không phải là 20 tỷ anh có quyền chia cho con anh và áp đặt tôi phải có trách nhiệm đồng sở hữu với hai đứa con đó. Cái việc mà anh dùng số tiền để làm quỹ từ thiện liên quan đến 10 tỷ mà anh chia cho vợ anh 20 tỷ đó là vô lý. Anh làm từ thiện thì anh phải lấy 50% trong số tiền của anh ra làm từ thiện, chứ anh không được lấy 10 tỷ đồng đó trong cái khoảng thời gian mà tôi với anh sống chung ra để mà làm từ thiện. Cái việc anh làm từ thiện ở đâu tôi không biết, nhưng vấn đề chính yếu là anh đang không đối xử với tôi một cách công bằng. Thì cái việc anh từ thiện hay không, anh được quyền từ thiện, tại sao tôi không từ thiện? Nếu anh nói rằng 10 tỷ đó để từ thiện thì tôi phải là 5 tỷ để tôi từ thiện, còn 5 tỷ để anh từ thiện. Lý do gì mà anh lại được quyền nắm 10 tỷ đó để được từ thiện? Nếu anh nói rằng tài sản này là tài sản do anh tạo ra, một tay anh làm lên, vậy xin thưa với anh rằng tại sao anh lại không làm điều này khi mà anh trước khi lấy tôi? Trước khi anh lấy tôi, anh là một thằng tay trắng, anh cùng với tôi nghèo khổ, mặc cái quần còn lủng lỗ đít, thì làm sao bây giờ mà có cái chuyện là anh nói rằng tôi không hề có công sức đóng góp gì trong cái số tài sản chung đó? Cái số tài sản chung đó nó phải được chia làm đôi. Bây giờ tôi nghĩ đến cái việc làm sao chia tay một cách thỏa thuận, và tôi thừa biết là anh đã rút ngầm
rút ruột cái công ty đó để mà sau này nếu tôi có khởi kiện thì tiền cũng không còn để mà chia cho tôi. Tôi biết điều đó. Nên là bây giờ tôi muốn cái sự rõ ràng. Tôi muốn bàn về vấn đề tài sản sau khi mà ly hôn. Tôi muốn từng đây tiền. Chị có thể nói ra số tiền mà chị mong muốn, 20 tỷ hoặc là 30 tỷ, tùy theo mong muốn của chị. Chị nói, nếu mà anh không thuận theo như vậy, thì tôi sẽ khởi đơn kiện. Đó chính là cái điều mà tôi muốn thỏa thuận với anh trong ngày hôm nay. Và tài sản phải mang tên là riêng tôi. Còn sau khi mà ly hôn, tôi có quyền định đoạt toàn bộ cái số tài sản đó. Nếu mà xử về tình không được, thì tôi sẽ nhờ pháp luật xử lý cái việc này. Anh không có quyền được cho rằng số tiền đó là anh cho tôi, số tiền đó là anh ban phát cho tôi. Nếu mà anh có cái số tiền đó trước khi anh kết hôn, anh nói điều này là đúng. Còn trong khi kết hôn với tôi, trước khi kết hôn với tôi, anh là người không có tiền và tôi cũng là một người không có tiền. Thì hai chúng ta đã cùng đi lên bằng bàn tay trắng thì anh không thể phủ nhận những cái điều này được. Như vậy là bất công với tôi. Chị có quyền được nói thẳng thắn những cái điều mà mình mong muốn. Đừng có vì sợ hãi cái miệng năm mồm 10 của anh ta gào hét, la thét hoặc là ném ly bạo hành cảm xúc của chị, làm cho chị sợ mà chị chùn bước. Cái việc mà chị cần phải nghĩ đến là đối đầu để đòi lại sự công bằng cho mình. Còn nếu mà chị ngại cái việc giao đấu, giao chiến bằng miệng mồm, mà chị nghĩ rằng thôi chị lấy mấy chục tỷ, 20 tỷ theo cái cách anh ta chia cũng là cho êm đẹp rồi rút lui, thì chị phải cam tâm tình nguyện. Đừng nghĩ rằng người ta xử ép mình. Tức là chị đã chấp nhận thì chị không được thù hận nữa. Còn nếu mà chị cảm thấy rằng chị không thấy công bằng, chị muốn đòi cái sự phân minh cho mình, thì chị hãy chiến đấu đến cùng. Chị hãy mạnh mẽ và nhờ cái công ty luật sư mà chị đã tìm kiếm đến là người bạn của chị đó, để cho người ta hỗ trợ với chị. Và chắc chắn là chị sẽ đòi được hơn số tiền đó. Những vấn đề liên quan pháp lý, những vấn đề liên quan đến nợ ngân hàng, những vấn đề liên quan đến công ty đang vận hành sẽ được tòa án định đoạt và quyết định. Trước khi làm những điều này, chị cần bàn bạc với người chồng của chị. Và chị nói rằng anh không được la hét. Bây giờ cái vấn đề chính yếu không phải là mồm năm miệng 10 mà chúng ta nói để mà chia tay nhau trong một cách vui vẻ, thỏa thuận hòa. Dù sao đi nữa, tôi với ông cũng đã có hai đứa con với nhau. Cái việc mà ông xử như vậy là không công bằng đối với tôi, và tôi cần ông phải xem xét lại cái vấn đề này. Còn nếu không được, tôi sẽ nhờ pháp luật nhúng tay vào. Đó là những cái điều mà em tư vấn cho chị. Rất là cảm ơn chị đã tìm đến tôi tư vấn những cái phần tâm lý như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại.